Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online cho hay, thông qua trao đổi tối 21 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công an đang điều tra vụ phóng hỏa xảy ra chiều cùng ngày tại một địa chỉ trong hẻm đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 khiến 3 người tử vong. Thông tin ban đầu từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 15, quận 8, 3 người tử vong gồm một phụ nữ cùng hai cháu bé. Trong hai cháu bé tử vong có một cháu 3 tuổi là con của người phụ nữ trên và một cháu 2 tuổi là cháu của người phụ nữ. Nghi phạm vụ phóng hỏa đã bị công an bắt giữ, hiện công an đang lấy lời khai để điều tra. Theo người dân khu vực, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, mọi người nghe tiếng la hét kêu cứu ở trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15 quận 8 nên chạy ra kiểm tra, tá hỏa phát hiện căn nhà gần cuối hẻm 260 đang bốc cháy ngùn ngụt kèm theo mùi xăng xe. Vị trí lửa cháy xuất phát từ giữa ngôi nhà nhỏ, không có lầu nhưng có gác xếp. Lúc này, nhiều người sống bên cạnh thấy một thanh niên hốt hoảng từ trong nhà chạy ra ngoài. Ít phút sau, lửa cháy lan một số xe máy ở tầng trệt rồi bùng lên dữ dội. Bên trong nhà lúc này đang có một người phụ nữ nằm úp, trên người nhiều vết máu và hai đứa nhỏ. Do lửa cháy quá lớn làm cửa bị khóa, nên mặc dù người dân dùng bình chữa cháy mini để dập tắt nhằm vào nhà cứu người nhưng bất thành. Người dân đã gọi điện báo lực lượng chữa cháy cùng công an địa phương đến hỗ trợ cứu người, điều tra vụ việc. Nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Nhà cháy nằm ở hẻm thông rộng 2m, cách đường lớn khoảng 100m. Sau 30 phút, hỏa hoạn được khống chế. Cảnh sát lên tầng kiểm tra phát hiện một phụ nữ 32 tuổi tử vong trên sàn nhà, cơ thể có nhiều vết thương. Gần đó, hai đứa trẻ 2 đến 3 tuổi, con và cháu của người này cũng không qua khỏi, nghi bị ngạt khói. Khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập nhưng người phụ nữ và hai đứa bé đã tử vong. Khoảng 20 giờ 30 phút, lực lượng chức năng lần lượt đưa 3 thi thể nạn nhân khỏi hiện trường. Nhân chứng cho biết, trước lúc xảy ra hỏa hoạn, một thanh niên khoảng 30 tuổi mặc áo xe ôm công nghệ, mang can nhựa nghi chứa xăng xông vào nhà, sau đó có tiếng cự cãi. Khi xảy ra sự việc, mẹ của người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài. Bà Nguyễn Thị P là mẹ người phụ nữ và là bà của hai cháu nạn nhân trong vụ án giết người phóng hỏa phi tang ở quận 8. Là người may mắn thoát chết trong vụ án, gia đình nạn nhân sống ở đây hơn 30 năm. Đến hơn 21 giờ 30 tối 21 tháng 11, công an quận 8 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phóng hỏa làm 3 người tử vong trong vụ cháy. Bước đầu qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ chiếc xe tay ga được cho là của nghi phạm để lại. Trích xuất dữ liệu camera an ninh, người dân phát hiện khoảng 16 giờ 35 cùng ngày, có một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe tay ga chở theo một can nghi chứa xăng. Khi đến đầu hẻm, thanh niên này dừng, móc điện thoại ra bấm rồi chạy xe vào hẻm. Sau đó, căn nhà nạn nhân ở trong hẻm trên xảy ra hỏa hoạn. Một bé là con nạn nhân, một bé là cháu, một người phụ nữ sống gần nhà nạn nhân cho biết. Một phụ nữ khác ở trong hẻm cũng cho hay, người ta kiểm tra camera lại thấy thanh niên mặc trang phục xe ôm công nghệ chạy vào mà chở theo can xăng. Mẹ của nạn nhân kể lại, thời điểm đó, nghe gọi tên nên con gái chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa thì bị tấn công bằng dao, may bà già thoát được. Người này cũng nói thêm, chắc là có mâu thuẫn gì trước rồi, chứ biết tên nạn nhân để gọi ra rồi mà. Tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ thiệt mạng tên D, tên viết tắt, hai trẻ em thiệt mạng do ngạt khí tên K, tên viết tắt, và P, tên viết tắt, là con và cháu của D. Nhận định có yếu tố án mạng nghiêm trọng, công an quận 8 phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương khám nghiệm điều tra. Ông M, tên viết tắt, sinh năm 1980 cho biết, khi đang làm việc thì phát hiện vụ cháy, ông chạy đến hỗ trợ dập lửa, nhìn thấy người phụ nữ gục chết trước nhà và trên cơ thể có vết thương, riêng hai đứa trẻ chết trong phòng do hỏa hoạn. Người hàng xóm cho biết thêm, chị Dê sống ở đây được một thời gian và đã ly dị chồng. Trong thời gian này, chị Dê có quan hệ với một người đàn ông khác. Trong hai đứa trẻ có một bé là con của người phụ nữ xấu số, còn chồng của nạn nhân đang làm ăn xa đã được người thân báo tin. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng Online, lúc đó người đàn ông dừng xe ngay cạnh tôi. Tuy nhiên tôi tưởng người này đang ship hàng chứ không nghĩ ông ta vào hẻm để gây ra vụ án chấn động như vậy. Ông mở kể. Bà Hát, tên viết tắt, ngụ quận 8 cho biết nạn nhân là chị Dê, sinh năm 1991, mới mua căn nhà ở hẻm đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 được vài năm nay. Chị Dê sống cùng con nhỏ 2 tuổi và người mẹ nhưng ít tiếp xúc với mọi người. Hôm nay, người bà con tới gửi một cháu bé cho chị Dê chăm sóc. Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô Dê ơi nên chạy ra. Khi ra tới nơi, tôi nhìn thấy chị Dê nằm gục trước căn nhà với thương tích, máu bê bét. Cùng lúc, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm can xăng khoảng 30 lít xông vào căn nhà đổ ra sàn. Châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra ngoài để lại xe máy, bà Hát kể.
Hàng xóm lúc này dùng nước bình chữa cháy dập lửa và chạy lên lầu mở cửa cứu hai đứa bé, nhưng cả hai đều đã tử vong. Sau đó, người trong con hẻm tập trung hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy lớn, mùi xăng nồng nặc nên mọi người xung quanh đành bất lực trình báo cơ quan chức năng. Ngày 22 tháng 11, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai Nguyễn Văn Nhu, 28 tuổi, quê Hà Nam để điều tra vụ giết người phóng hỏa làm 3 nạn nhân tử vong. Báo Dân Trí ghi nhận, làm việc với cảnh sát, nghi phạm khai quanh co, liên tục thay đổi lời khai nên lực lượng chức năng đang đấu tranh để làm rõ động cơ thực sự. Sáng cùng ngày, cảnh sát di lý Nguyễn Văn Nhu đến căn nhà nơi xảy ra án mạng để thực nghiệm điều tra. Sau đó, cảnh sát đưa người này đi chỉ điểm nơi vứt con dao gây án. Lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đưa một số vật dụng và hai chiếc xe máy bị cháy đen rời đi. Sau khi cảnh sát xong nhiệm vụ, người dân xung quanh đã hỗ trợ dọn dẹp, lau rửa vết máu. Là người chứng kiến toàn bộ vụ việc, anh Hát tên viết tắt 34 tuổi, nhà kế bên cho biết, chiều hôm qua khi anh Hát ở nhà thì nghe tiếng hai người phụ nữ chi hô giết người, anh Hát chạy ra trước nhà thì thấy Nhu cầm dao đâm chị C. Khi người phụ nữ gục xuống đất, nghi phạm đổ xăng vào nhà, khóa cửa rồi châm lửa đốt. Thấy người này cầm hung khí, hàng xóm không dám xông đến nhà truy hô để mọi người xung quanh đến hỗ trợ. Lúc đó anh ta tỏ ra điềm tĩnh, không có biểu hiện gì là hoảng loạn. Sau khi châm lửa, anh ta tính lấy xe Novo rời đi, nhưng loay hoay không tìm được chìa khóa nên bỏ lại rồi rời khỏi hiện trường. Anh Hát kể lại, một nguồn tin cho biết sau khi rời khỏi con hẻm, Nhu bắt xe công nghệ Grab và chạy theo hướng từ quận 8 sang quận 5. Lực lượng quân sự phường 15 quận 8 truy đuổi bắt giữ nghi phạm tại khu vực gầm cầu Nguyễn Tri Phương quận 5. Lực lượng quân sự sau đó bàn giao nghi phạm cho cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. Thông tin từ VTC News, ngày 22 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Công an quận 8 và các cơ quan chức năng làm rõ động cơ gây án của Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, quê Hà Nam. Các nạn nhân tử vong gồm chị LTMC, 32 tuổi, cháu NLHP, 3 tuổi và cháu TMTK, 2 tuổi. Bước đầu, Nguyễn Văn Nhu khai nhiều năm trước có quan hệ tình cảm với chị C, nhưng sau đó do không hợp nên hai người không còn qua lại. Thời gian gần đây, Nhu muốn hàn gắn và tiếp tục mối quan hệ nhưng chị C không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn. Từ đó, Nhu lên kế hoạch đến nhà chị C giải quyết một lần cho xong. Thực hiện ý đồ, Nhu mua xăng, mặc đồ xe ôm công nghệ, chạy xe tay ga đến nhà chị C. Đến nơi, Nhu gọi cửa và khi cửa vừa mở thì Nhu xông vào bên trong dùng hung khí tấn công chị C. Khi nạn nhân gục ngã, Nhu đổ xăng rồi dùng bật lửa phóng hỏa với ý định kết liễu đời mình, chết cùng chị C. Tuy nhiên, do lửa bùng lên quá lớn nên Nhu chạy ra ngoài rồi lên xe tẩu thoát. Chạy ra đường lớn, Nhu cởi bỏ áo, vứt cùng với hung khí gây án. Khi đến dạ cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5, Nhu bị lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường 15, quận 8 bắt giữ, giao công an xử lý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.